Chào mừng các bạn đến với kênh Nhật ký Côn trùng, nơi mình chia sẻ những câu chuyện thú vị và bổ ích về thế giới tự nhiên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vòng đời của nhện, một loài côn trùng rất thú vị và đa dạng. Bạn có biết rằng trên thế giới có khoảng 38000 loài nhện khác nhau? Và bạn có biết rằng nhện có thể bay theo gió bằng cách phóng ra những sợi tơ? Hãy cùng khám phá những điều thú vị về nhện trong video này nhé. Nhện là một loài động vật không xương sống, thuộc lớp hình nhện, ngành chân khớp. Cơ thể của chúng chỉ có hai phần, Phần đầu ngực và phần bụng, chúng có 8 chân, đôi kìm có tuyến độc, miệng không hàm nhai, không cánh. Chúng có khả năng làm màng nhện bằng chất đạm để leo trèo, làm tổ, bẫy mồi và giữ trứng. Vòng đời của nhện gồm 3 giai đoạn: trứng, ấu trùng và nhện trưởng thành. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về từng giai đoạn. Giai đoạn trứng, vòng đời của nhện bắt đầu khi nhện đực và nhện cái giao phối. Nhện cái giữ tinh trùng trong cơ thể cho đến khi chúng sẵn sàng đẻ trứng. Nhện cái sẽ tạo ra một túi trứng bằng tơ để bảo vệ trứng khỏi các kẻ thù một túi trứng có thể chứa từ vài trứng đến vài trăm trứng tùy thuộc vào loài trứng nhện thường mất vài tuần để nở một số loài nhện ở vùng ôn đới sẽ ngủ đông trong túi trứng giai đoạn ấu trùng khi trứng nở nhện con sẽ thoát ra khỏi túi trứng và bắt đầu cuộc sống của mình nhện con giống như nhện lớn chỉ khác là kích thước nhỏ hơn rất nhiều nhện con sẽ phải lột xác nhiều lần để phát triển đến kích thước trưởng thành mỗi lần lột xác nhện con sẽ bỏ lại lớp da cũ và mọc ra lớp da mới Quá trình lột xác có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào loài và điều kiện môi trường. Để di chuyển và tìm kiếm thức ăn, nhện con sử dụng một kỹ thuật gọi là ballooning, tức là bay theo gió. Nhện con sẽ leo lên một vị trí cao, nâng bụng lên và phóng ra những sợi tơ vào không khí. Sợi tơ sẽ bắt gió và kéo nhện con đi xa. Như vậy, nhện con có thể di chuyển đến những nơi mới, tránh sự cạnh tranh và săn bắt của các loài khác. Giai đoạn trưởng thành khi đến tuổi trưởng thành, nhện sẽ giao phối với nhau để duy trì nòi giống. Nhưng quá trình giao phối của nhện không hề dễ dàng. Nhện đực phải tiếp cận nhện cái một cách cẩn thận, nếu không chúng sẽ bị nhầm lẫn với con mồi và bị nuốt sống. Ngay cả sau khi giao phối thành công, nhện đực cũng có nguy cơ bị nhện cái ăn thịt. Chỉ có một số ít loài nhện có hành vi chăm sóc con cái sau khi sinh sản. Tuổi thọ của nhện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loài, môi trường sống, thức ăn và kẻ thù. Một số loài nhện chỉ sống được vài tuần, trong khi một số loài khác có thể sống được vài năm. Nhện Tarantula là loài nhện có tuổi thọ cao nhất, có thể sống đến hơn 20 năm. Một số loài nhện có nọc độc có thể gây nguy hiểm cho con người. Nhưng đa số những lão ít nhện có nọc độc thường cư ngụ ở trong rừng, trên sa mạc. Nên tỷ lệ con người bị nhân chip cũng khá thấp. Môi trường sống của nhện rất gần với nơi ở của con người. Chúng ta rất dễ dàng bắt gặp chúng trên trần nhà, trong các khe hở, trong nhà kho và ngay trên các cành cây. Nếu bạn là người sợ nhện thì hãy vệ sinh nhà cửa thật sạch sẽ để nhện không có nơi để cư ngụ vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về vòng đời của nhện hy vọng bạn đã có những phút giây thú vị và bổ ích nếu bạn thích video này hãy nhấn like và subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ những video mới nhé cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo tạm biệt